gặp giữa thầy trò nhân cái ngày lễ hôm nay. Thì phải nói là rất là vui khi đến và chúng ta họp mặt như thế này. Hơn nữa là rất là vui cái sự nhiệt tình đón tiếp của hai bạn. Thì ngay ở đó là mình chơi cho tới 9 giờ, 9 giờ 10 giờ thì mình sẽ ăn ở tại đó luôn.